Xin chào mọi người, mình là Johnny Đạt. Thì ngày nay làm cái video này để mình xem phim sẽ... Wow, rất là sốc. Thì có một anh YouTuber đến từ Facebook đã bỏ lên một cái YouTube và không có nói tên mình, nhưng mà tố giác mình là ăn cướp của anh ta 30 tỷ, khoảng 1.5 triệu đô la. Wow, rất là sốc. Ha, thì trong quá trình mình ăn cướp 22 năm, trên 22 năm ở đất nước miền Nam, là một người rất là thành công. Thì cái câu chuyện như vậy thì mình có đến để tìm được Vương Phạm giới thiệu anh YouTuber này. Bạn này tôi có thể vũ lụ anh không không wow, rất là sếp.